Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Nghĩa đang ở chân cầu Rạch Miễu, chuẩn bị tiến qua cầu. Thì qua bên cầu là địa phận của Bến Tre, một nơi rất là tuyệt vời. Hẹn gặp ở mọi người ở bên Bến Tre nha. See ya. Trước mắt các bạn là cầu Rạch Miễu, nó liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Trước đây để qua được Bến Tre thì các bạn phải đi bằng phà, tốn khá là nhiều thời gian. Sau 7 năm xây dựng thì cầu được khánh thành vào tháng 1 năm 2009. Cầu Rạch Miễu là loại cầu dây văn với thiết kế 4 làn xe và tải trọng là 60 tấn. Nhưng dù tải trọng có là bao nhiêu thì việc dừng đổ xe trên cầu cũng là không nên mọi người nha. Tổng chiều dài phần chính của cây cầu là gần 3 km. Nằm trên quốc lộ 60 và bắc qua sông Tiền, cầu Rạch Miễu là cây cầu đầu tiên do chính các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công. Như các bạn thấy đó, cầu gồm 2 làn xe máy, 2 làn ô tô và có phần đường dành cho người đi bộ ở phía bên ngoài. Kể từ khi có cầu Rạch Miễu thì thời gian lưu thông giữa hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre được rút ngắn khá là nhiều. Giữa hai phần chính của cầu là cù lao Thới Sơn. Ở trên đây thì các loại hình du lịch sinh thái rất là phát triển. Các bạn có thể rẽ phải ở đây để xuống cù lao Thới Sơn hoặc là đi thẳng để tiếp tục vào thành phố Bến Tre. Ngoài làm du lịch sinh thái thì người dân ở đây cũng nuôi cá trên bè rất là nhiều. Và đây, chào mừng bạn đến với địa phận của tỉnh Bến Tre. A few moments later. Mọi người ơi, hiện tại là mình vừa tới nhà, thì ở nhà báo là em trai mình đang đi phát quà từ thiện. Thì mình được mình gặp được em trai mình ở trên tỉnh xá Cọc Trước á. Minh ơi, hiện tại là mình đi phát quà ở khu vực nào vậy Minh? Hôm nay em đi phát quà ở khu vực nơi của Bến Tre. Ok, rồi như vậy thì giờ mình sẽ cùng em trai mình đi phát quà một vòng ha. Các bạn theo chân tụi mình nha. Let's go. Tính đi lòng vòng một mình thôi, nhưng mà không ngờ trùng hợp nên sẵn mình đi phát quà với em trai mình luôn. Kế hoạch chỉ đơn giản là đi một vòng, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn thì ngừng lại gửi họ một phần quà nhỏ nhỏ. Đó em trai mình đó, áo vàng, dép vàng luôn. Đường phố Bến Tre thì khá là rộng rãi và hầu như là không có kẹt xe mọi người ạ. Trước mắt các bạn là ngã tư Phú Khương. Nơi đây là một khu vực khá là quan trọng tại vì hồi xưa bến xe khách cũ nằm ở khu vực này nha mọi người. Hiện tại thì bến xe khách không còn ở đây nữa, nhưng mà khu vực này thì vẫn phát triển khá là tốt. Các ngân hàng hay là điện máy xanh, Thế Giới Di Động, Nguyễn Kim đều nằm trên trục đường này. Dạ, sáng giờ mình bán được không không? Dạ. Sáng giờ mình bán được không? Dạ. Sáng giờ mình bán được không? Bán chậm thôi em. Dạ. Dạ, chúc ông khỏe nhiều nha. Mấy người mua dùm tài số đi. Còn mua giấy số nữa. Dạ, rồi vậy thôi để em con mua cho ông tài số. Số gì? Thì trúng hả? Hy vọng là em trai mình trúng sẽ cho mình phân nửa. Rồi con chào ông nha, chúc ông sức khỏe nha.
Nói thì nói vậy thôi chứ ai trúng người đó hưởng. Nhưng mà nếu cho thì mình cũng lấy. Hi hi. À, bên phía bên kia đường là trường cấp 3 cũ của mình đó mọi người. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Không biết mọi người hồi xưa đi học có quậy không chứ mình là mình ngoan lắm đó mọi người ơi. Còn cái vòng xoay này là ngã 3 Tân Thành. Nhưng mà hiện tại đã thành ngã 4 Tân Thành rồi mọi người. Để hạn chế các phương tiện lưu thông vào nội thành thành phố Bến Tre thì tuyến tránh quốc lộ 60 được hình thành. Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian để đi về hướng Mỏ Cày, Cái Mơn. Đi Trà Vinh hay là Vĩnh Long bằng con đường này cũng được đó các bạn. Ở bên kia đường là đại siêu thị Go của Bixi. Mình cũng chưa vào lần nào hết, nên lần sau nếu có cơ hội về mình sẽ vào đây thử xem như thế nào. Ngay vòng xoay này các bạn có thể đi thẳng qua cầu Hàm Luông để về phía Mỏ Cày. Còn bây giờ thì chúng ta rẽ trái để quay về thành phố Bến Tre mọi người nha. Khu vực này thì hồi xưa khá là hoang sơ. Mình nhớ rất rõ tại vì hồi xưa là nhà của giáo viên chủ nhiệm mình nằm ở khu vực này. Có hẳn cái cổng phường Văn Minh đô thị phường 6 luôn đó mọi người. Chợ phường 6 lụp xụp ngày nào bây giờ cũng rất là khang trang. Vì hồi xưa ở đây có ký túc xá của trường chuyên. Mình hay ra đây đánh chuyện cùng các bạn. Nên khu vực phường 6 này cũng rất là nhiều kỷ niệm đối với mình. Nếu ai theo đạo Phật thì Bạch Vân Ni Tự là một nơi khá là nổi tiếng ở Bến Tre. Phía bên tay phải là bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, nơi mình sinh ra đó các bạn. Không biết hồi xưa mình khóc nhiều không ta? Bây giờ mình ngoan vậy chắc hồi xưa mình khóc ít lắm. Vòng xoay trước mặt là chợ phường 5 hay gọi là chợ ngã 5 cũng được. Vì nó có 5 hướng đi nên mọi người vẫn hay thường gọi nó là chợ ngã 5. Mình có thằng bạn hồi xưa mình hay mượn đồ của nó, nhà của nó ở ngay vòng xoay này luôn. Hôm nay mua được nhiều không bà? À, cũng khá khá ha. Rồi chúc bà sức khỏe nha. Làm việc tốt nha bà. Dạ, dạ con chào bà. Đây là khu vực hành chính trung tâm. Các cơ quan ban ngành của tỉnh thì nằm ở khu vực này đó các bạn. Trước mặt là vòng xoay trung tâm của Bến Tre. 99,99% người dân Bến Tre là sẽ biết đến cái vòng xoay này. Đây là một trong những khu vực lâu đời nhất Bến Tre. Hai ngôi chợ lớn nhất Bến Tre là chợ phường 2 và chợ phường 3 cũng nằm ở khu vực này. Chùa Viên Minh cũng là một trong những ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng của tỉnh. Mình nhớ hồi xưa khi cần mua gì á là ba mẹ mình sẽ qua bên đường Nguyễn Đình Chiểu này. Con đường này có nhiều hộ kinh doanh đã rất là nhiều năm. Còn đây là cầu Cá Lóc. Mình cũng không biết tại sao nó tên là cầu Cá Lóc nữa. Trong trường hợp này chắc là chị Google sẽ rõ hơn mình.
Hôm nay mình bán được không cô? Hả? Hôm nay mình bán được không? Được. Dạ, rồi chúc cô sức khỏe nha. Ủa mình là mình đi bán gì vậy cô? Dừa. Đi bán dừa hả? Dạ. Rồi giờ mình về chiều mình có bán nữa không cô? Không, không có bán nữa cưng ơi. Dạ dạ. Rồi con chào cô nha. Để em cho chị một phần gạo nhé. Em để ngay ghế chị nha. Dạ để ngay ghế nha chị. Sáng giờ mình bán được không chị? Lấy 3 tờ nha. Rồi chúc chị bán buôn may bán đắt nha. Dạ. Em chào chị. Chào không? Đây là chợ Cầu Bà Mụ. Nếu như mình nhớ không lầm thì hồi xưa nó gọi bằng chợ Lạc Hồng. Mình có từng trốn học chơi game ở đây vài lần. Không biết các bạn nào hồi xưa đi học cũng có trốn học chơi game không thì comment cho mình biết với nha. Ngã tư Tú Điền này thì ít khi mình đặt chân lên vì nó xa nhà của mình và hồi xưa ở chỗ này nó rất là vắng. Nhưng mà hiện tại mình thấy dân cư khá là đông đúc. Ngoài ra còn có một cái dự án bất động sản ở đây nữa mọi người. Trung tâm thương mại Hưng Phú. Dạ. Sáng giờ mình bán được không không? Dạ. Dạ con chúc ông sức khỏe nha. Dạ buôn may bán đắt. Rồi con chào không? Đây là công viên trung tâm hay mọi người vẫn thường gọi là công viên tượng đài. Tuy là hồi xưa nó không sạch sẽ nhưng gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Còn vị trí của trung tâm thương mại Sen City bây giờ á là sân vận động cũ hồi xưa. Trên con đường này có một xe kem lề đường mà gắn liền với những trận bóng chuyền độ của mình. Hồ bơi duy nhất của tỉnh cũng nằm trên con đường này. Tên của nó là Đại lộ Đồng Khởi. Ok, chúng ta vừa đi một vòng quanh thành phố Bến Tre. Nhưng còn một địa điểm nữa mình muốn giới thiệu tất cả các bạn biết trước khi về nhà. Đó chính là cầu Bến Tre. Hay ngày xưa người ta hay gọi là cầu Cái Cối. Nhà mình hồi xưa là nằm bên kia sông, đối diện với bên chợ. Bên tay phải chính là cửa đông của chợ Bến Tre. Từ bên nhà mình muốn qua bên chợ thì phải đi qua cây cầu mà các bạn đang thấy đó. Nhưng mà hồi xưa nó là một cái cây cầu bằng sắt, được lót những cái miếng ván gỗ, đi rất là nguy hiểm. Có nhiều lúc mà ván bị mục á, mọi người đi qua bị lọt xuống dưới cầu nữa. Cây cầu mới này thì được đưa vào sử dụng cũng mới vài năm trở lại đây thôi. Nhưng mà nó có ý nghĩa rất là lớn đối với những người dân ở phía bên này của bờ sông. Tối nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan chợ đêm và những khu vực khác ở thành phố Bến Tre về đêm nhé. Mưa quá mọi người à, tính đi ăn những cái món mà quen thuộc hồi xưa. Đi dạo lòng vòng xem có quán nào mới hay không, có chỗ nào đẹp hay không.
và kiếm một số món đặc sản của Bến Tre. Nhưng mà hiện tại mưa quá mưa luôn, nên thôi mình sẽ ở nhà ăn cơm của huynh nấu mọi người ạ. Những món ăn đơn giản thôi mọi người ạ. Bây giờ mình ăn đây, hẹn gặp mọi người ở video sau nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.